Annyeong, xin chào cả nhà. Hôm nay Tini sẽ chia sẻ với các bạn 5 thảo son đến từ thiên đường. Và đây cũng là 5 thảo son mà Tini cảm thấy rất là yêu thích trong tháng 3 này luôn. Sở dĩ Tini nói nó đến từ thiên đường là bởi vì nó đẹp từ hình thức cho đến chất lượng luôn đó. Thiên đường đầu tiên đến từ nhà Dear Dahlia. Thì Tini nghĩ là con gái ai mà nhìn thấy thiết kế của bé này đều không thể nào mà không rớt tim được các bạn ơi. Rụng tim luôn á, tại vì nó rất là xinh và nhìn vào là mình muốn mua liền luôn á. Đây, em đo đây, quá đẹp luôn đúng không các bạn? Và son cầm lên rất là chắc tay nha, nhìn một cái là rất là sang chảnh luôn á. Tini cảm thấy cái thiết kế này là quá đẹp, 10 trên 10 điểm cho thiết kế luôn nha. Thật ra thì dòng son này Tini được hãng tặng tới 10 màu lận, nhưng mà Tini cảm thấy yêu thích cũng như là hợp với phong cách của mình trong tháng 3 này nhất đó chính là màu M102. Thì đây là một màu tông nude nha. Tại vì gần đây Tini rất là thích make up theo kiểu Âu Mỹ á, cho nên là tông nude là không thể nào thiếu được rồi. Và nếu như mà bạn nào cũng thích make up tông tây giống như Tini á, thì các bạn nên tham khảo màu này, bảo đảm là nó sẽ rất là xinh luôn đó. Với cả là cái chất son á thì Tini thấy là nó cũng mềm môi nè. Nó là son thổi nhưng mà nó có cái độ mềm nhẹ, giữ nhẹ cho môi, cho nên là dùng suốt thời gian dài mà chúng ta không có thấy cái tình trạng bị khô hay là bong tróc môi đâu. Tuy nhiên bởi vì là màu nude cho nên là chúng ta nên dưỡng trước khi dùng thì nó sẽ đẹp hơn đó. Thiên thần tiếp theo đến từ nhà Black Rue. Thì đây là cái dòng son mà Tini đã swatch cũng như là review chi tiết cho các bạn ở cái video trước rồi. Nhưng bởi vì rất là thích luôn cho nên là Tini đã đem em nó vào trong video này. Và cái màu mà Tini muốn và cũng như là khuyên các bạn nên dùng thử đó chính là màu số 7. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn đó nha. Một cái tông đỏ trầm rất là sang luôn, thích hợp cho những bạn nào thích tiệc tùng nè, với cả những bạn nào mà muốn tặng quà cho bạn gái á, mà bạn gái của bạn có cái phong cách hơi tây một chút xíu thì các bạn tặng cái màu này là rất là tuyệt vời luôn đó. Thiên thần tiếp theo khá đặc biệt một chút xíu, em nó không màu cũng không mùi luôn, và em nó đến từ nhà Brutto. Thì đây là một cái dòng son dưỡng không màu nhưng mà nó có SPF cho chúng ta chống nắng, cho nên là Tini thấy em này rất là thích hợp cho những cô nàng nào mà thoa son thường xuyên mỗi ngày á. Mặc dù là son dưỡng nhưng mà em nó không hề bị bết dính khó chịu giống như những cái dòng mà có quá nhiều dưỡng đâu. Tuy rằng dưỡng nhưng mà nó làm cho môi mình có cảm giác thoáng, khô thoáng, dễ chịu lắm luôn á. Thiên thần tiếp theo đến từ nhà Pony, và cái dòng này là dòng son kem nha. Và màu mà Tini yêu thích nhất trong bảng màu lần này đó chính là màu số 4. Em này là hồng đất. Trời ơi, cái màu này ha, các bạn không cần trang điểm nè, các bạn dùng hàng ngày rất là xinh luôn đó. Nói chung là hợp với những cô nàng nào lười biếng, chỉ cần thoa một lớp son thôi là đi ra ngoài đẹp, bảo đảm đẹp luôn. Tuy nhiên chất son của em này thì nó hơi bị lộ khuyết điểm môi một chút xíu, cho nên Tini nghĩ các bạn hãy thoa son dưỡng trước khi dùng em này là tuyệt vời luôn đó. Thiên thần cuối cùng cũng là món mà Tini yêu thích nhất trong tháng 3 này luôn, đó chính là son thỏi của Pony. Thì cái em này tuyệt vời lắm các bạn ơi. Tini đã làm một cái clip review cũng như là so sánh em này rồi, các bạn có thể tham khảo đường link ở phần mô tả video này nha. Yêu lắm luôn á. Và cái màu mà Tini thích nhất luôn đó chính là màu số 5. Em này thiên về tông cam đất một chút xíu, sắc cam hơi nhiều cho nên là nhìn bạn sẽ trẻ trung, không có sợ bị dừ đâu nha. Vậy là Tini đã chia sẻ xong với các bạn 5 thỏi son mà Tini rất là yêu thích cũng như là rất là xứng đáng để cho chúng ta dùng thử trong tháng 3 lần này rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu như mà muốn mua những cái thỏi son giống như Tini chia sẻ thì các bạn có thể tham khảo đường link mua hàng mình để ở phần mô tả video này nha. Đừng quên nhấn like video với lại đăng ký theo dõi kênh YouTube để ủng hộ Tini nữa chứ. Bye bye.